Xin chào các bạn đang đến với chuyên mục tin tức âm nhạc cuối tuần được phát sóng định kỳ trên kênh YouTube của Viettel Music. Và trong chuyên mục này thì tụi mình sẽ tổng hợp tất cả những tin tức âm nhạc hot nhất trong tuần qua và sẽ chắc chắn rằng là các bạn không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức âm nhạc nóng hổi nào. Hãy cùng theo dõi nhé! Thưa các bạn, mở đầu bản tin ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về những tin tức âm nhạc trong nước. Vừa qua thì hơn 2.000 khán giả đã hò reo hát theo Thu Minh trong buổi biểu diễn tái xuất làng nhạc sau thời gian sinh con lo cho gia đình. Showcase I'm Diva của Thu Minh diễn ra tối ngày 21 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, thu hút khoảng 2.000 khán giả cùng với các nghệ sĩ như Tóc Tiên, Minh Hằng, Đông Nhi, Trấn Thành, Haji Won đã đến ủng hộ cô. Khi hát các bài ballad, Thu Minh nói bài Nhớ Anh là ca khúc karaoke quốc dân và kêu gọi mọi người hát cùng. Khán giả đồng loạt hòa giọng khiến cô xúc động. Tôi mong chờ ngày này lâu lắm rồi để nói lời cảm ơn cũng như xin lỗi fan vì để các bạn chờ đợi quá lâu. Tôi cảm ơn những người anh em, đồng nghiệp đã đến ủng hộ tôi trong đêm nay. Ca sĩ cho biết con trai bé Gấu là động lực để cô quay lại sân khấu. Khi Thu Minh sinh con được vài tháng, nhiều biến cố đến với gia đình cô. Cô kể có những lần ôm con trong lòng, cô tưởng chừng như bị gục ngã. Nhưng ánh mắt và nụ cười của Gấu đã truyền thêm năng lượng cho tôi, một sức mạnh vô hình làm tôi mạnh mẽ hơn. Một trong những tiết mục khiến người xem thích thú nhất là sự kết hợp của chủ nhân đêm nhạc, ca sĩ Sohyeon. Họ chọn ca khúc I Believe I Can Fly nhằm truyền tải thông điệp. Ai cũng có thể làm những điều bản thân không dám nghĩ tới, sự tự tin giúp chúng ta chạm đáy đến ước mơ. Điểm nhấn trong chương trình là phần nhạc sôi động, ca sĩ mang đến những loạt hit như Bay, Đường Cong, Taxi, Bóng Mây Qua Thềm. Thưa các bạn, vừa qua thì ca sĩ Lam Trường và Phương Thanh đã quay MV trên đồi chè Đà Lạt để kỷ niệm tình đồng nghiệp và hát lại những ca khúc Một Thời Đã Xa. Video Lỡ Lầm Một Thời Đã Xa nằm trong chương trình âm nhạc Lam Trường 9pm Live mùa 2, phát hành tối ngày 22 tháng 6. Lam Trường là người gợi ý làm bản mashup cho sáng tác Lỡ Lầm của cố nhạc sĩ Đỗ Quang và Một Thời Đã Xa của nhạc sĩ Trường Huy để anh và đồng nghiệp song ca. Cả hai đều là những ca sĩ nổi tiếng những năm cuối thập niên 1990, đầu năm 2000. Lam Trường đã có nhiều bài hát được yêu thích như Tình Thôi Xót Xa, Tôi Ngàn Năm Đợi, Mưa Phi Trường, Đôi Giày Phải, Kati Kati. Phương Thanh cũng là một trong những ngôi sao ca nhạc được yêu thích thời kỳ hoàng kim của chương trình Làn Sóng Xanh với các sáng tác Giả Từ Dĩ Vãng, Trống Vắng, Một Thời Đã Xa, Tình Cờ. Gần đây cả hai xuất hiện trong vai trò giám khảo của chương trình ca hát Thi Thoảng Trà Đĩa Đơn. Tối ngày 23 tháng 6 thì Tuấn Vũ đã tái xuất trên sân khấu Hà Nội, danh ca là khách mời trong live show Vườn Râu 22 năm khóc cười. Tuấn Vũ xuất hiện ở cuối chương trình lúc 23 giờ 30 phút. Nhiều khán giả nán lại để nghe giọng ca được mệnh danh là Phượng Hoàng dòng nhạc Bolero. Lần thứ hai hát ở Hà Nội sau 5 năm bị cấm diễn, ca sĩ tâm sự hạnh phúc khi hội ngộ khán giả. Tuấn Vũ đã song ca với Thúy Hà bài Con Đường Xưa Em Đi, sáng tác Châu Kỳ, Hồ Đình Phương. Tháng 12 năm ngoái, anh tổ chức live show Tuấn Vũ 10 năm tái ngộ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam, thu hút 4.000 người xem. Và đến với phần tin tức âm nhạc nước ngoài sẽ là những thông tin liên quan tới cuộc thi American Got Talent với những phần trình diễn xúc động và lấy nước mắt của khán giả đến từ nhạc công mù Cardi B và cậu bé ung thư Tyler. Ngay bây giờ thì xin mời các bạn sẽ cùng xem lại những phần trình diễn này nhé. Chàng trai mù Cardi B đang hát A Song For You. Trong tập đầu tiên của chương trình phát sóng vào tối ngày 28 tháng 5, Cardi B tỏa sáng với nhạc phẩm của Johnny Hathaway. Anh năm nay 22 tuổi, bị mù và mắc chứng tự kỷ. Bù lại, từ bé, anh bộc lộ năng khiếu âm nhạc, có khả năng nhớ và tái hiện âm thanh. Trên sân khấu, màn trình diễn của Cardi B khiến cả 4 giám khảo và khán giả đứng dậy vỗ tay. Chàng trai da màu đọc rap lôi cuốn, Joseph Allen, 21 tuổi, đến từ Texas, xuất hiện trong chương trình phát sóng tối ngày 4 tháng 6. Là con út trong gia đình có 12 anh chị em, Joseph luôn khao khát thể hiện bản thân. Ca khúc Footprint nói về sự tự tin, những ước mơ của anh. Các giám khảo khán giả liên tục hò reo khi Joseph trình diễn. Simon Conquell nhận xét thí sinh có giọng hát dễ chịu, sức hút tự nhiên. Giám khảo Howie Mandel đã nhấn nút vàng cho Joseph bởi cô thích nguồn năng lượng tích cực mà anh mang đến. Cậu bé 11 tuổi Tyler trình diễn violon. Trong tập phát sóng tối ngày 11 tháng 6, nam sinh đến từ California, Mỹ khiến các giám khảo cảm động. Mắc bệnh ung thư, bị rụng tóc và thường xuyên trở thành đề tài bàn tán của bạn bè ở trường. Tyler vẫn lạc quan nhờ tình yêu với âm nhạc. Thể hiện ca khúc Stronger của Kelly Clarkson, Tyler đã khiến khán phòng bùng nổ bởi tiết tấu sôi động, phong thái trình diễn tự tin. Kết thúc màn biểu diễn, cậu khóc. Giám khảo Simon chia sẻ,
Tôi có thể nói với cháu một điều, hầu hết mọi người đều bị bắt nạt và họ tốt hơn những kẻ bắt nạt họ. Tôi nghĩ cháu có một tài năng và tính cách tuyệt vời. Và vị giám khảo này cũng đã bấm nút vàng giúp cậu bé vào thẳng tứ kết. Trong tập phát sóng tối ngày 18 tháng 6, Detroit Utah đã thể hiện ca khúc sôi động Can't Help But Notice. Nhóm bè nhảy hát rap vui nhộn, dù có số lượng thành viên lên đến vài chục người, các em nhỏ phối hợp với nhau nhuần nhuyễn. Dàn hợp xướng tập hợp những đứa trẻ lang thang hoặc có gia đình không hạnh phúc ở Detroit, Michigan, Mỹ. Anthony White, người đứng đầu dàn hợp xướng, chia sẻ các bé tập hợp lại để tìm kiếm cơ hội, động lực vươn lên trong cuộc sống. Người dẫn chương trình Terry Crews đặc biệt ủng hộ Detroit Utah bởi anh cũng lớn lên ở Michigan. Mọi người cần tin tưởng các cô, cậu bé ở đây rằng một ngày nào đó họ có thể đạt được ước mơ của mình. Terry Crews nói và bấm mạnh vào chiếc nút vàng trong sự hưởng ứng của 4 giám khảo và khán giả. Và tiếp theo sẽ là những thông tin liên quan đến lĩnh vực nhạc cụ âm thanh. Cuộc thi Classical Guitar Contest 2019 đã tìm ra những gương mặt xuất sắc nhất, đó là Lê Công Nam Anh, Vương Quốc Anh và Nguyễn Cảnh Hiếu. Tối ngày 22 tháng 6 vừa qua, thì vòng chung kết cuộc thi Classical Guitar Contest 2019 đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc thi đã đi đến chặng đường cuối với 8 thí sinh xuất sắc đã vượt qua vòng thi online để góp mặt trong vòng chung kết. Giám khảo của cuộc thi bao gồm Trần Quang Huy, chuyên ngành Classical, Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, Lê Ngọc Niễn, giảng viên thỉnh giảng Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, Trương Công Lương, chuyên ngành Classical, Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai. Tại vòng thi chung kết, với hình thức biểu diễn trực tiếp, các thí sinh đã chinh phục được các giám khảo bằng những kỹ thuật điêu luyện và cách xử lý tác phẩm theo cách riêng của mình. Thưa các bạn, vừa qua thì Việt Thương Music đã vinh dự nhận được giải nhà phân phối xuất sắc châu Á của Das Audio. Tại trụ sở 15 Hoàng Diệu, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Thương Music đã vinh dự được trao cúp chứng nhận giải thưởng cao nhất cho thị trường châu Á từ Das Audio. Chặng đường 23 năm hợp tác giữa công ty Việt Thương Music và Das Audio đã được ghi dấu ấn đáng tự hào bằng giải thưởng quan trọng Asia Oceania Awards Distributor of the Year 2018. Bên cạnh danh hiệu nhà phân phối xuất sắc nhất châu Á, Việt Thương Music còn đạt top 3 nhà phân phối xuất sắc của Das trên toàn cầu. Đặc biệt hơn nữa, Việt Thương Music là đơn vị Việt Nam duy nhất vinh dự nhận được những giải thưởng trên. Das Audio là nhà sản xuất thiết bị âm thanh và phụ kiện hàng đầu châu Âu. Với bề dày hoạt động gần 50 năm, thương hiệu đến từ Tây Ban Nha này đã được xây dựng lên những chuẩn mực mới về chất lượng và truyền cảm hứng cho những nghệ sĩ lừng danh trên thế giới. Thưa các bạn, và đó là những tin tức âm nhạc nóng hổi nhất trong tuần qua. Cẩm Tú rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và nhớ là like, share và đăng ký theo dõi kênh YouTube của Việt Thương Music để có thể cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhé. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào tuần sau. Còn bây giờ thì Cẩm Tú xin chào và hẹn gặp lại.